Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Làm thế nào để đối phó với đại dịch Covid-19 là câu hỏi được quan tâm nhất trên toàn thế giới trong thời gian qua. Có hai giải pháp tuyệt vời mà Vingroup đã đưa ra các bạn ạ. Đó là chủ động sản xuất máy thở và công bố giải pháp nhận diện khuôn mặt người sử dụng smartphone ngay cả khi đeo khẩu trang. Với hai giải pháp này thì Việt Nam ta đã gây bất ngờ với phương Tây và cả thế giới khi mà Vingroup, tập đoàn đa ngành hàng đầu của Việt Nam, tuyên bố họ có thể làm được. Vậy thì Vingroup đã có những bước đi gì khiến cho cả thế giới phải ngả mũ? Và tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ có những bước đi gì tiếp theo? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Để từ đó chúng ta sẽ rút ra được bài học về sự nhanh nhạy trong kinh doanh và làm giàu. Bí Quyết Thành Công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Việt Nam đã gây bất ngờ với thế giới phương Tây khi Vingroup, tập đoàn đa ngành hàng đầu của quốc gia này, tuyên bố họ có thể đối phó với đại dịch Covid-19. Đó là những vấn đề được tờ Forbes Italia đề cập khi viết về chân dung tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bài xã luận trên trang mạng xã hội Bangkok Bình My của Thái Lan nói về sự linh hoạt của Vingroup. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam đã khiến cho phương Tây phải chú ý. Theo tờ Forbes Italia nhận định, với phương Tây, Việt Nam là một trong những quốc gia thuộc vùng ngoại ô của thế giới. Nhưng câu chuyện về ông Phạm Nhật Vượng đã khiến họ phải thay đổi cách nhìn nhận cũ. Tạp chí này mới đây đã đăng tải bài viết giới thiệu về cuộc đời của người tỷ phú khiến phương Tây phải chú ý. Theo đó, trước khi gây được tiếng vang với những sáng kiến chống dịch táo bạo và những hoạt động thiện nguyện được trong và ngoài nước tôn vinh, ông Vượng đã theo học và tốt nghiệp đại học vào thời điểm Liên Xô cũ tan rã. Sự sụp đổ gây ra nhiều hệ lụy nhưng cũng đem lại cơ hội cho những người có khả năng mang tầm nhìn xa. Ông Vượng đã vay mượn của gia đình và bạn bè khoảng 10.000 USD để mở một nhà hàng Việt Nam tại Ukraine, nơi mà chính bản thân ông cũng đã tham gia phục vụ cho khách. Tuy nhiên, chỉ điều đó là không đủ. Vì vậy, ông Vượng bắt đầu sản xuất mì ăn liền bằng cách nhập dây chuyền sản xuất từ Việt Nam. Một món ăn đơn giản và tiện lợi mà người Ukraine thích vì hai lý do. Lúc đó, người Ukraine rất nghèo và đói. Ông Vượng đã chia sẻ với Forbes Mỹ trong một bài phỏng vấn độc quyền. Trực giác kinh doanh nhạy bén của ông Vượng không chỉ được chứng minh qua sự thành công của việc kinh doanh mì gói, mà ngay cả khi bán doanh nghiệp cho Nestle vào năm 2010. Trở về Việt Nam, ông Vượng đầu tư bất động sản, xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Nha Trang và đầu tư xây dựng ngay tại thủ đô Hà Nội. Mọi sự lựa chọn của ông Vượng đều chứng tỏ sự đúng đắn khi kinh doanh tiếp tục thành công và Vingroup đã chính thức ra đời vào năm 2012. Hiện nay, Vingroup là một trong những gã khổng lồ của Đông Nam Á với nhiều lĩnh vực kinh doanh như công nghiệp, công nghệ, xây dựng và phát triển các khu đô thị, trung tâm mua sắm, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, hệ thống bệnh viện, các cơ sở giáo dục, trung tâm hội nghị. Theo Forbes, vốn hóa thị trường của Vingroup đạt trên 14 tỷ USD, trong khi tài sản của vị tỷ phú này ước tính thường xuyên trên 6 tỷ USD. Ông Vượng cũng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam và nằm trong top 300 người giàu nhất thế giới, theo xếp hạng của Forbes. Lịch sử và hiện tại đã và đang chứng minh sự linh hoạt luôn có giá trị trong thời điểm khó khăn. Đó là ưu điểm của các doanh nghiệp có năng lực, trong đó có Vingroup. Dưới sự ảnh hưởng toàn cầu của Covid-19, Việt Nam là quốc gia có số lượng người nhiễm rất ít, chỉ khoảng 300 người. Đây là tỷ lệ rất thấp đối với quốc gia có dân số lên tới 97 triệu người. Cho đến thời điểm này, Việt Nam chưa có bất kỳ bệnh nhân nào tử vong do Covid-19. Bên cạnh việc đối diện với những khó khăn chung, Vingroup đã chứng tỏ sự tiên phong và sáng tạo khi sử dụng nền tảng công nghiệp của VinFast và Vinsmart để sản xuất máy thở phục vụ cuộc chiến phòng chống dịch. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, tập đoàn Vingroup công bố quyết định triển khai việc sản xuất máy thở các loại, xâm nhập và không xâm nhập và máy đo thân nhiệt nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam. Để đảm bảo theo đúng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, Vingroup đã ký kết với hãng Medtronic của Mỹ để mua bản quyền sản xuất máy thở thương mại. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, 12 giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 2020, lãnh đạo tập đoàn Vingroup đã triệu tập phiên họp khẩn cấp và yêu cầu tất cả viện nghiên cứu của tập đoàn dừng hết các việc hàng ngày, tập trung vào tìm kiếm và nghiên cứu các phương án để có thể sản xuất được các loại máy thở. Các đơn vị được giao trọng trách, chủ lực là Viện Nghiên cứu Thiết kế ô tô 1, Viện Nghiên cứu Thiết kế ô tô 2, Viện Nghiên cứu Thiết bị di động, Viện Nghiên cứu Thiết kế Thiết bị gia đình thông minh, Viện Nghiên cứu Thiết kế Thiết bị viễn thông, Viện Nghiên cứu Thiết kế pin thông minh, nhà máy sản xuất ô tô VinFast và nhà máy sản xuất các thiết bị điện tử Vinsmart. Tất cả cán bộ lãnh đạo tập đoàn và các ban phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và được yêu cầu làm việc trực tiếp điện thoại 24/24. Chỉ sau một ngày đêm, các đơn vị đã tìm được rất nhiều đối tác sẵn sàng chia sẻ thiết kế và các thông tin cần thiết để có thể bắt đầu triển khai. Ngay sau đó, Vingroup đã ký kết hợp đồng bản quyền với hãng Medtronic của Mỹ để được sử dụng thiết kế của họ cho máy thở xâm nhập nhãn hiệu PP560, đồng thời bắt tay vào nghiên cứu máy thở không xâm nhập dựa vào thiết kế do trường đại học MIT của Mỹ chia sẻ cho cộng đồng. Việc cung ứng được chia thành hai nhóm, nhóm các linh kiện có thể mua được trên thị trường và nhóm các linh kiện Vingroup phải tự chế tạo hoặc hợp tác, hỗ trợ các đối tác chế tạo do công suất sản xuất của họ đã hết. Vingroup có một lợi thế là có hai công ty sản xuất ô tô và thiết bị điện tử, vì vậy chúng tôi có thể chế tạo đồng thời cả các chi tiết lớn, các chi tiết cơ khí và các chi tiết khó và hiếm hàng tại thời điểm này như các bo mạch điện tử. Chúng tôi cũng có các kỹ sư thiết kế giỏi để có thể chuyển hóa các thiết kế ý tưởng, thiết kế 2D do các hãng cung cấp thành các thiết kế chi tiết đầy đủ theo yêu cầu của các nhà sản xuất. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ. Dự kiến, các lô linh kiện của máy thở không xâm nhập đầu tiên sẽ về đến nhà máy sau 2 tuần nữa và sau 4 tuần sẽ có các lô linh kiện của máy thở xâm nhập. Một ngày sau khi đủ linh kiện, VinFast sẽ cho xuất xưởng các loại máy thở để chuyển Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các máy đo thân nhiệt đã được sản xuất thử nghiệm thành công với chi phí linh kiện chỉ từ 16 triệu đồng, thấp hơn hàng chục lần so với các máy đo thân nhiệt trên thị trường hiện nay. Giá linh kiện dự kiến của các máy thở không xâm nhập khoảng 22 triệu đồng, với máy xâm nhập là 160 triệu đồng. Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc của Vingroup cho biết, chúng tôi dự kiến sẽ cung cấp các thiết bị này cho Bộ Y tế Việt Nam với đúng giá thành linh kiện và không tính chi phí vận chuyển, thuế các loại, chi phí nhân công, sản xuất và giá thành. Trước mắt, chúng tôi sẽ tặng cho Bộ Y tế 5.000 máy thở không xâm nhập để kịp thời phục vụ chống dịch. Ngoài ra, với công suất của các nhà máy VinFast, Vinsmart có thể sản xuất tới 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng. Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà sản xuất khác trên thế giới để gia công thiết bị cho họ hoặc cung cấp một phần nhu cầu, số lượng cụ thể phụ thuộc vào khả năng cung ứng linh kiện của các đối tác. Ngoài ra, VINAI Research, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo của Vingroup là đơn vị đã công bố nghiên cứu thành công trong việc phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi đeo khẩu trang. Hiện tại, VINAI Research đang phối hợp với công ty Vinsmart trực thuộc Vingroup để triển khai công nghệ nhận diện trên điện thoại Vinsmart. Không chỉ triển khai trên các sản phẩm thương mại, VINAI Research cho biết sẽ sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Sự linh hoạt và chủ động áp dụng công nghệ của Vingroup nói riêng và Việt Nam nói chung vào việc đối phó với đại dịch COVID-19 thực sự là một hiện tượng gây chú ý với thế giới. Với gần 12 triệu ca nhiễm bệnh và gần 600.000 người tử vong, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nặng đến nền kinh tế thế giới. Hàng triệu người phải ở nhà, trường học, doanh nghiệp thì bị đóng cửa, các nhà máy, công xưởng phải tạm ngưng hoạt động và mọi giao thông vận tải đều bị dừng lại. Đại dịch COVID-19 đúng là một thảm họa với nhiều doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng đó cũng là cơ hội với những doanh nghiệp có sự linh hoạt và chiến lược kinh doanh đúng đắn. Mới đây, thì đài truyền hình DW của Đức đã nhấn mạnh rằng VinFast, thương hiệu ô tô Việt thuộc tập đoàn Vingroup, là điển hình tiêu biểu của việc nhanh chóng phục hồi và có tiến bước nhanh sau khi Việt Nam thành công bước đầu khống chế dịch Covid-19. Vậy đài truyền hình đã có cái nhìn như thế nào về thành công của Việt Nam? Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tạo nên dấu ấn gì trong đại dịch này mà khiến phương Tây phải nể phục đến như vậy? Theo Phó Tổng Giám đốc VinFast, bà Nguyễn Thị Vân Anh tự hào chia sẻ về tinh thần làm việc của các cộng sự, coi đó chính là chìa khóa giúp VinFast vươn lên. Mọi nhân viên của VinFast đều đã làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn. Bất chấp sự ảnh hưởng khó khăn do đứt gãy về chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, VinFast vẫn không thay đổi mục tiêu sản xuất xe trong năm 2020 là bán được tối thiểu 30.000 cho đến 35.000 xe ô tô và 100.000 xe máy điện. Trong quý 1 năm 2020, chúng tôi vẫn bám sát mục tiêu. Vào thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của chính phủ Việt Nam, sản lượng sản xuất và tiêu thụ có sụt giảm nhẹ so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, VinFast đã chuẩn bị sẵn sàng lên kế hoạch sản xuất và thúc đẩy bán hàng ngay sau khi hết giãn cách xã hội nhằm bù lại sản lượng, bà Vân Anh khẳng định với DW. Sau một tháng trở lại làm việc, VinFast đã gây bất ngờ lớn với truyền thông trong nước và quốc tế khi công bố kết quả kinh doanh trong tháng 5 năm 2020 với 2.100 xe đã bán. VinFast đã có hai mẫu Lux A2.0 và Fadil đều nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, chính thức soán ngôi của nhiều thương hiệu quốc tế vốn đã chiếm lĩnh thị trường nội địa nhiều năm qua. Chia sẻ về việc linh hoạt trong phát triển sản xuất và kinh doanh, bà Vân Anh khẳng định với DW, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống công nghiệp phụ trợ trong nước, tái cơ cấu chuỗi cung ứng giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, đa dạng hóa phương thức bán hàng, phát triển các hình thức bán hàng số online, thương mại số, ứng dụng thực tế ảo, VR, bán hàng bằng livestream, live broadcast, dịch vụ bán hàng qua điện thoại, video calling service, ứng dụng tự động hóa trong sản xuất, sử dụng robot và công nghệ để thay thế và hỗ trợ cho con người. Vấn đề này chúng tôi cũng tính đến ngay từ đầu. Nhà máy của VinFast tự động hóa đến 90% ở các công đoạn sơn, hàn thân vỏ và động cơ. Bên cạnh đó, ngay khi thế giới vẫn đang chống chọi với dịch bệnh ngày một nghiêm trọng, chiếc xe ô tô điện đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VinFast đã chính thức chạy thử trên đường phố Hà Nội, đồng thời công bố kế hoạch bán dòng xe này tại thị trường Mỹ vào năm 2021. Trong khi giới chuyên gia phân tích còn đang ngỡ ngàng về kế hoạch của VinFast thì hãng xe này đã mở viện nghiên cứu và phát triển ô tô số 2 tại Australia, một bước đi chiến lược trong việc vươn ra toàn cầu. Bình luận về những bước tiến thần tốc và năng lực hiện thực hóa ý tưởng của Vingroup, truyền thông Mỹ đã dành rất nhiều sự đánh giá tốt về doanh nghiệp nằm phía bên kia bán cầu, được dẫn dắt bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tờ Bloomberg của Mỹ đã nhận định ông Vượng có khát vọng rất lớn, nhưng những khát vọng ấy đã được chứng minh qua thực tế. Còn tờ Forbes của Mỹ đã cho hay, Vingroup là một doanh nghiệp rất thú vị. Một khi họ muốn làm điều gì đó thì ngay lập tức họ sẽ làm cho bằng được. Đài DW cũng ấn tượng với kế hoạch linh hoạt của VinFast khi sử dụng nguồn lực để sản xuất máy thở, ứng phó với đại dịch. Dù máy thở không còn quá cấp bách tại Việt Nam do dịch Covid-19 không còn quá nghiêm trọng, nhưng Vingroup sẽ gửi hàng nghìn máy thở cho Niga, Ukraine trong tháng 7 với ý nghĩa hỗ trợ nhân đạo. Với những điểm nhấn ấn tượng trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, đài truyền hình DW đã gọi Vingroup, cha đẻ của VinFast, là tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp tại Việt Nam. Vingroup có khát vọng nâng tầm Việt Nam bằng các sản phẩm công nghệ đẳng cấp quốc tế, cụ thể là các sản phẩm công nghệ cao như là ô tô, thiết bị thông minh và các công trình khoa học công nghệ ngang tầm với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Mới đây thì Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam đã ký kết biên bản thống nhất tiếp nhận 2.400 máy thở xâm nhập điều trị COVID-19 do tập đoàn Vingroup trao tặng. Dự kiến những lô máy thở sẽ được chuyển giao từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Các mẫu máy được trao tặng là Vsmart VFS 410 và VFS 510. Hai mẫu máy thở xâm nhập Made in Việt Nam vừa được hoàn thiện và sản xuất toàn bộ từ hệ sinh thái Vingroup với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 70%. Đây là sự tri ân của tập đoàn Vingroup với hai quốc gia, nơi khởi nguồn phát triển của tập đoàn, đồng thời gắn bó mật thiết với nhiều thế hệ người Việt và đất nước Việt Nam. Cụ thể, tập đoàn Vingroup sẽ trao tặng Nga 1.000 máy thở VFS 410 và 500 máy thở VFS 510, tặng Ukraine 600 máy thở VFS 410 và 300 máy thở VFS 510. Thời gian bàn giao dự kiến từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Hiện VFS 410 và VFS 510 đang được các cơ quan quản lý chất lượng và hội đồng ngành y đánh giá, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, Vingroup đang xúc tiến cung cấp các mẫu máy thở để Nga và Ukraine hiện thực các thủ tục kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của nước bạn. Tập đoàn sẽ chính thức bàn giao 2.400 máy thở sau khi đã được Nga và Ukraine cấp phép lưu hành tại hai quốc gia này. Vsmart VFS 410 là bản nâng cấp đặc biệt của phiên bản máy thở đầu tiên VFS 310 do chính các kỹ sư Vingroup phát triển từ ý tưởng thiết kế của Đại học MIT. Đây là máy thở xâm nhập dựa trên công nghệ tạo khí bằng tua bin, có tính năng tương đương với các máy thở xâm nhập lưu động cao cấp trên thị trường. Máy có các cảm biến theo dõi và kiểm soát nồng độ oxy, áp lực đường thở, áp lực dương cuối kỳ thở ra, tự điều chỉnh để đồng bộ với nhịp thở tự nhiên của bệnh nhân. Máy có ưu điểm nhỏ, gọn, dễ dàng di động nên sau dịch Covid-19 có thể dùng trang bị cho các xe cấp cứu hoặc các trường hợp cấp cứu tại hiện trường, các bệnh viện. Vsmart VFS 510 nhận chuyển giao và cải tiến từ hãng sản xuất máy thở hàng đầu thế giới Medtronic của Mỹ, được sử dụng thường xuyên tại các bệnh viện. VFS 510 có ưu điểm nhỏ gọn, đa năng gồm 6 chế độ thở linh hoạt, có thể sử dụng cho bệnh nhân trưởng thành, bệnh nhi, cho người cần hỗ trợ thở xâm nhập hoặc không xâm nhập, đáp ứng đa dạng yêu cầu điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Với công năng tiêu chuẩn quốc tế, VFS 410 và VFS 510 không chỉ đáp ứng kịp thời cho nhu cầu điều trị dịch Covid-19 trước mắt mà còn có thể tiếp tục sử dụng trong các khoa hồi sức cấp cứu, mang lại giá trị và hiệu quả dài hạn. Cho đến thời điểm này, tập đoàn Vingroup đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu khu vực châu Á trong việc tài trợ, ủng hộ việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí hỗ trợ lên đến gần 600 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn kinh phí đầu tư sản xuất máy thở. Việc sản xuất thành công máy thở Made in Việt Nam trong thời gian kỷ lục và chủ động trao tặng cho các nước bạn đang phải đối mặt với những khó khăn phức tạp của dịch Covid-19 tiếp tục khẳng định tinh thần tương thân tương ái và truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Các bạn ạ, trong đại dịch thì Việt Nam ta đã khẳng định là quốc gia có năng lực kiểm soát dịch bệnh và tái thiết nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sau bước đầu khống chế đại dịch thành công thì những thành tựu công nghệ, công nghiệp của Vingroup được coi là dấu ấn cho sự phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam. Có lẽ đã đến lúc thế giới cũng phải thay đổi cách nhìn về các doanh nghiệp và nền kinh tế tại Việt Nam rồi phải không nào? Giờ thì bí quyết thành công phải nói lời tạm biệt các bạn ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.